Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh video Nhắc Thế Giới. Trong video này, chúng ta sẽ điểm danh qua một số loài động vật ăn thịt đồng loại. Để tồn tại với các điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, các loài động vật này đã sản sinh ra cơ chế thích nghi nhằm duy trì sự sống trong mỗi điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, có một số loài động vật cũng vì cuộc sống mà nó không hề thương tiếc các đồng loại của mình. Nó sẵn sàng ăn thịt đồng loại để duy trì sự sống, khi nguyên nhân đơn giản chỉ là giết để thỏa mãn cơn khát máu. Hiện nay trên thế giới có không ít các loài động vật ăn thịt lẫn nhau, thống kê có khoảng 1.500 loài. Những loài động vật này có mặt cả trong cạn và dưới nước, với những đặc tính khác nhau mà các động vật này có thể tấn công đồng loại và ăn thịt tập thể, hay chỉ đơn giản là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Các loài động vật ăn thịt đồng loại có thể có kích thước nhỏ hoặc lớn, kể cả nhỏ như một số loài động vật nhất thế giới. Nào, chúng ta hãy điểm danh qua một số loài động vật ăn thịt đồng loại. Hầu hết bản tính của động vật ít khi ăn thịt đồng loại lẫn nhau, tuy nhiên cũng do điều kiện cũng như đặc tính mà các loài động vật ăn thịt lẫn nhau để đảm bảo cuộc sống cũng như thể hiện bản lĩnh. Nào, chúng ta còn điểm qua một số loài động vật ăn thịt đồng loại đơn giản nhất. Bò ngựa, tình yêu thường được ví von có khả năng khiến trái tim con người tan vỡ. Tuy nhiên, đối với bò ngựa, trong thực tế, tình yêu thậm chí còn khiến chúng mất mạng. Bò ngựa cái được trời phú cho tốc độ và sức mạnh, nó cũng cả, nó cũng là kẻ thật sinh mùi thà ấy, hung ác đối với các con trùng khác, và thậm chí còn tăng độc hơn đối với bò ngựa đực. Bò ngựa đực thường rình rút bò ngựa cái đã đánh chiếm con người để gia phối. Lý do vì, ở loài sinh vật này, khi cá thể cái no bụng, nó thường cư xử tốt hơn với bạn tình. Quá trình giao phối có thể kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, trong khi yêu, bọn người cái có thể đột nhiên ngấu nghiến đầu bò người đực. Nhưng trong quá trình giao phối, không thể vì thế mà ngưng lại. Việc bọn người đực xé rách thậm chí còn gia tăng tốc độ bơm tinh trùng sang con cái. Khi đã nhận đủ những thứ mình cần, bọn người đực rủ mỗi phần lại của bọn mình. Đối với bọn người đực, cái chết bị yêu không hẳn là xúc phạm đứa đẹp, mà được coi là chiến thắng dễ mang khi các con giống của nó có cơ hội được thụ tinh. Hổ cát với chiều dài thân trung bình 2 cm, cá mặt hổ cát phân bố khắp thế giới. Chúng sống trong những vùng nước bờ gần bờ biển. Tại Mỹ, người ta thường thấy chúng gần các bãi cát nên gọi chúng là cá mặt hổ cát. Trong thời kỳ sinh sản của con cái, trong loài cá mặt hổ cát luôn giao phối với nhiều con đực. Quá trình mang thai của cá mặt hổ cát kéo dài gần 1 năm, chúng thường đẻ 2 con sau mỗi lần mang thai. Phôi thai trong tử cung của những loài cá mặt hổ cát trong nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển. Ban đầu, số lượng của thai trong bụng đã mọc lên đến 12. Chúng là sản phẩm của nhiều ông bố. Sau, số lượng phôi giảm dần theo thời gian do phôi lớn nhất lúc chuẩn những phôi còn lại. Ở thời điểm cuối cùng của thai kỳ, chỉ còn lại 2 phôi tồn tại trong dạ con, bao gồm phôi lớn nhất và một phôi khác. Điều đáng chú ý là 2 phôi đó thường có DNA giống nhau, nghĩa là chúng có nguồn gốc từ một bố. Ở một số loài, cuộc đấu tranh để giành quyền làm cha không chỉ diễn ra những con đực cạnh tranh với nhau để giao phối với con cái, mà còn tiếp diễn tới quá trình phát triển của bào thai. Quá trình tiêu diệt lẫn nhau giữa các phôi thai làm giảm số lượng con, nhờ thế mà cá mập hổ cát sinh ra những đứa con khỏe mạnh hơn so với những loài cá mập khác. Ngoài ra, việc hai bào thai có nguồn gốc từ một bố cho thấy các phôi lớn có thể nhận ra những anh hoặc em còn bố nên chúng không tiêu diệt. Như vậy, cá mập cá giao phối với nhiều cá thể lực sang chỉ một thời gian có cơ hội truyền gen cho các thể sau. Cách mía là một loài thuộc chi bufo với trọng lượng có thể lên đến 2,65 kg và dài 38 cm. Với kích thước khổng lồ, chúng được coi là cốc lớn nhất thế giới. Chúng còn có tên gọi khác là cốc Netropico khổng lồ hay là cốc biển. Ngày nay chúng được gọi phổ biến bằng tên cốc mía. Cốc mía được biết đến là loài cốc khổng lồ có mặt trên trái đất hiện nay. Con cái thường có kích thước và trọng lượng lớn hơn con đực. Chúng có trọng lượng khi trưởng thành từ 1,5 đến 2 kg, chiều dài từ mõm đến hậu môn khoảng 15 đến 20 cm, thậm chí có mẫu lưu kiếu của các nhà khoa học thu thập có trọng lượng lên đến 2,65 kg và dài 38 cm. Tuổi thọ của loài này đạt từ 10 đến 15 năm trong môi trường tự nhiên.
trong môi trường bán tự nhiên chúng có thể sống lên trên 35 năm, tất nhiên có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Da của chúng sần sùi và có chứa nhiều độc tố. Từ khi xuất hiện loài này, những con vật đã nhiều như chó, mèo, gà, rắn, thằn lằn, thậm chí là một số loài nước khác đã giảm số lượng đáng kể. Kể từ khi con này nằm mọc và chất nghĩa đã là mối đe dọa cho nhiều loài khác nếu vô tình sơ sẩy vì lượng độc tố cực mạnh của loài này. Khi con này nằm mọc, chúng thường sống thành từng đàn dưới nước và có chiều dài khoảng 25 mm. Các mấy cái là những bạn bè vô cùng mới mẻ. Mỗi lứa chúng cho ra đời khoảng 8-25 ngàn trứng với nọc độc sẵn có cùng sự phản ứng của loài này. Sự gần như tất cả mọi động vật còn sống thì đã chết. Chúng phát triển theo cấp sinh học. Các mấy có thể sống ở môi trường nước từ 10 độ C đến 59 độ C. Sự phát triển của chúng gần như không kịp bản sự cản trở nào. Vì vậy các mấy đã gần như trở thành loài thống trị và diễn đàn hoa nằm trên nhiều động vật bất thành là. Chúng có thể thích ăn trứng đồng loại ngay cả khi đã hơn tháng mới ngồi. Chúng đã thị cuốn bởi một loại chất độc đang là trứng được gọi là Sulfadinolides. Chất dinh dưỡng từ những quả trứng này sẽ giúp chúng phát triển và giảm bớt sự cạnh tranh trong tương lai. Một nghiên cứu vào năm 2008 cho thấy cốc mía liên tục cử động ngăn chặn những hành trang sau của nó để thu hút con mồi, bao gồm cả những con cốc non. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm với 28 cốc mía chưa đến tuổi trưởng thành và thấy rằng 64% trên 4 con mồi của chúng là những loại cốc mía khác. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho thử nghiệm một loại độc tố nhỏ trên cơ thể người và thấy có tác dụng tương đương như heroin. Ngoài ra chúng còn bị chế biến và chiết xuất thành chất có tính năng lưu trú chất lượng. Người ta đã lột da và dùng thịt của chúng làm thức ăn. Tuy nhiên, do không cẩn trọng trong khi chế biến đã có nhiều vụ ngộ độc xảy ra trên đất nước hiện nay. Hiện chính phủ Australia đang kéo đầu trong việc tìm hiểu sự phát triển của mía và bảo vệ vật nuôi trong vùng đất này. Sư tử, chúng là những con thú sinh mồi siêu hạng. Bộ lông màu cát của sư tử hòa lẫn một cặp tuyệt vời với màu của những đồng vỏ giúp chúng ngụy trang thật tốt. Khi sang cho đàn, sư tử có thể kiềm chặt con mồi lớn, trong khi các con khác cắn cổ hay làm ngăn thở của đôi cách khóa mỏ nạn nhân, không cho nó thở. Sư tử không thích tử tìm kiếm thức ăn, thông thường chúng đẩy lùi các kẻ săn mồi nhỏ hơn hay ít con số hơn từ con mồi và dần lấy thức ăn. Sư tử cũng hay bị đuổi ra khỏi con mồi bởi những kẻ cạnh tranh khác như đàn lâm cẩu ống và chó hoang châu Phi khi chúng áp đảo về số lượng. Giống như các thú họ mèo khác, chúng nhìn trong đêm rất tốt, làm cho chúng rất linh hoạt trong đêm. Chúng có thể ngủ tới 20 giờ nữa. Sư tử cá, mặc dù có thuốc nhỏ hơn nhưng chúng thực hiện phần lớn việc đi săn và giết mồi. Sư tử cá không có bồn, theo quy luật tất cả các con cá trong đàn là có quan hệ họ hàng. Sư tử được tồn tại cũng muốn để bảo vệ bài đàn, chính là những kẻ chiến đấu tuyệt vời. Phần lớn các con mồi vẫn giữ được bình tĩnh khi chưa phát hiện ra sư tử. Nói chung, sư tử tiếp sức chịu đựng trong những cuộc vượt những cái đèn ngược lại với chó hoang. Vì vậy mọi con sư tử khôn ngoan đều biết cách rút ngắn khoảng cách với con mồi rất mất có thể trước khi tung đòn lên mạng. Dù có kích thước lớn nhưng sư tử cũng rất nhanh, nhất là sư tử cán. Sư tử có thể đạt đến tốc độ chạy trên 80 km/h mặt xuống, mặc dù đến có thể duy trì tốc độ này trong một thời gian ngắn. Sư tử cũng biết bơi và trè cây nhưng tỏ ra khá bộ về với hành động này. Những con sư tử trẻ thường giao chiến với những con đầu đàn để giành vị trí sống thống soái. Nếu thành công, chúng thường giết chết những con sư tử ngon là con của con sư tử đầu đàn và để ăn thịt chúng, cũng như một cách để khẳng định vị thế và quyền lực của mình trong đàn sư tử.